Xin chào các bạn, mình là Hoài Linh. Mình thì mình thích dáng xe Ninja từ rất lâu rồi. Và hiện nay thì có xuất hiện một phiên bản mới. Trong đó cao cấp nhất là Ninja Neo Sima bên cạnh mình đây. Với công nghệ cải tiến quá tuyệt vời. Thế nên là Hoài Linh đã quyết định rước em nó về dinh luôn. Và sau 2 tuần sử dụng thì mình xin có một chút review khá là kỹ về em ấy đến các bạn đang quan tâm đến xe đạp điện, cũng như là các bậc phụ huynh đang có ý định muốn mua xe cho con em mình. Và hy vọng là những gì Hoài Linh sắp chia sẻ sau đây sẽ giúp ích cho các bạn để các bạn có thể tìm được một chiếc xe phù hợp với ý mình. Này thì mình mua tại xe điện Lan Anh. Toàn bộ linh kiện của nó được nhập khẩu trực tiếp từ công ty mẹ nên các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là độ bền đẹp của nó. Mình thường sử dụng chiếc xe này di chuyển khá là nhiều, cho nên là cứ 2 đến 3 ngày mình mới phải sạc một lần. Và điều đó có nghĩa là chiếc xe này có thể chạy 60 km cho một lần sạc điện. Nói một chút về thiết kế, đầu xe phiên bản cao cấp này khá là chất, có đèn bi xenon sành điệu. Mình rất thích cốp đựng đồ mai rùa ở ngay đằng trước, nó gọn và cá tính. À, về đèn pha thì có tính năng khá hay, nó có thể nháy nháy báo hiệu tín hiệu nổi bật gây chú ý và tiện lợi cho chuyển hướng hay báo vượt. So với phiên bản cũ thì bản mới này thân xe được làm từ bộ khung xe và vỏ xe chắc chắn hơn, gióng xe được thay bằng kết cấu mới cũng khỏe hơn, đuôi xe cá tính, hài hòa so với tổng thể chiếc xe. Nổi bật là đèn hậu được thiết kế theo phong cách hình vuông cổ điển. Một điểm mình thấy rất ok đó là Ninja Neo Sima có động cơ chống nước tiết kiệm điện, động cơ thế hệ mới, trục đơn cỡ lớn giúp xe đi bon và êm, xe lướt nhẹ như một cơn gió. Xe còn được trang bị hai chế độ đi nhanh hoặc chậm, rất tiện lợi nữa. Đặc biệt mới lạ là xe được sử dụng hệ thống khởi động thông minh Start Stop, giống trên các chiếc xe hơi cao cấp và hiện đại. Mình cũng thích độ dài và dáng thon dài của yên xe, ngồi rất êm, sàn để chân còn rộng rãi hơn, ngồi thoải mái hơn phiên bản cũ. Ngoài ra, bàn đạp của xe điện Ninja Neo Sima các bạn có thể gấp gọn vào khi không sử dụng. Sau 2 tuần đồng hành cùng em nó thì mình cảm thấy không hề hối hận và muốn gắn bó dài lâu. Thật tuyệt vời khi được trải nghiệm trên một chiếc xe đạp điện tuy cũ và lại hoàn toàn mới. Chiếc xe đạp điện Ninja Neo Sima không chỉ đơn giản là một chiếc xe đạp điện mà nó còn nói lên phong cách và cá tính của mình nữa. Mình chọn mua xe tại xe điện Lan Anh bởi vì nguồn gốc xuất xứ của xe ở đây rất là rõ ràng. Chị gái và các bạn bè của mình đã từng mua ở đây rồi và đã giới thiệu mình đến đây mua. À mà hôm mua là mình có được mua với mức giá khá là ưu đãi và có rất nhiều những khuyến mại khác nữa đấy. Và giá cả thì mình đã tham khảo ở rất nhiều nơi và thấy giá ở đây là ok nhất rồi. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của Linh sẽ giúp ích được đến các bạn và các bạn có thể chọn cho bản thân mình được chiếc xe ưng ý nhất tại xe điện Lan Anh. Xin chào!